Khi nhắc đến Coca-Cola thì bạn nghĩ đến điều gì? Vào năm 2022, gã khổng lồ này đã bỏ túi 43 tỷ đô la với hơn 30 tỷ sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, Coca-Cola đã thu về 30 tỷ đồng mỗi ngày. Coca-Cola Company sở hữu hơn 500 nhãn hiệu, 3.500 loại đồ uống. Thế nhưng dĩ nhiên, trung tâm của tất cả là thứ này. Thế nhưng bạn có thật sự tin rằng người ta có thể xây nên một đế chế bằng cách bán nước có ga pha đường? Tôi là Củ Đậu và tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái cách mà Coca-Cola thật sự ra đời, phát triển và bành trướng như bây giờ. Hãy đội mũ bảo hiểm thật chắc vì câu chuyện không giống như những gì bạn đọc trên báo đâu. Nước Mỹ vào những năm 1880, người dân Mỹ đang mất niềm tin trầm trọng vào giới y bác sĩ. Họ tìm đến những phương thuốc cây nhà lá vườn. Và trong vô số các loại nước thần với công dụng chữa bách bệnh tự dưng thì có thứ này. Vin Mariani thực chất là hỗn hợp bao gồm rượu vang và cả cục. Có thể giúp bạn sống lâu trăm tuổi nếu uống 3 ly mỗi ngày. Và người đàn ông này thật sự tin vào điều đó. John Pemberton là một thương binh nặng. Bác sĩ thì tưởng là đã bó tay nên nhồi cho ông ta hàng đống móc để ra đi cho thanh thản. Thế nhưng Pemberton đã sống sót một cách thần kỳ, mỗi tội là bị nghiện. Khi khám phá ra Vin Mariani thì Pemberton cứ tưởng nó sẽ là phương thuốc giúp mình cai nghiện móc. Và điều đó thật là mỉa mai. Vốn là một nhà khoa học, Pemberton quyết định tạo ra một phiên bản Vin Mariani của riêng mình. Vào năm 1884, French White Coca ra đời. Đại loại nó vẫn là Vin Mariani được bổ sung thêm một vài thành phần khác. Xui xẻo cho Pemberton là không lâu sau, vào năm 1886, rất nhiều bang ở Mỹ ban hành luật cấm rượu. Thế là Pemberton lại phải thay thế rượu trong sản phẩm bằng nước có ga. Thế nhưng uống thế này thì lại quá đắng. Vậy là Pemberton bèn chế thêm một đống đường vào để cân bằng vị. Thế nhưng, lại nhưng, không có rượu thì French White Coca cũng phải đổi tên. Và cái tên mới, đương nhiên, bạn đã đoán ra được rồi. Công ty thì nói rằng cái tên này chỉ để nghe cho vui tai thôi, chứ không có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên, đó là nói dối. Coca-Cola chính là hai thành phần chính ở trong này. Hạt cola chứa caffeine và lá coca chứa cái gì thì bạn biết rồi đấy. Ngày nay, Coca-Cola phủ nhận trong sản phẩm có chứa coca. Thế nhưng quên mất rằng chính mình đã tuyên bố điều ngược lại. Thế nhưng bạn cũng đừng lo. Vì đến năm 1929 thì họ cũng đã tìm ra cách loại bỏ hoạt chất kia khỏi lá coca rồi. Vấn đề tiếp theo là doanh số. Pemberton vẫn quảng cáo Coca-Cola theo hướng nước thần bổ não, có thể chữa đau đầu, đau bụng. Thế nhưng không ăn thua vì có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, trong đó dĩ nhiên là cả bản gốc của Coca-Cola. Vào năm 1888 thì Pemberton qua đời. Thế nhưng trước đó thì ông ta đã bán công ty cho nhân vật này với giá 2.300 đô la. Asa Candler nhận ra rằng tại sao lại chỉ quảng cáo Coca-Cola cho những người có bệnh mà không biến nó thành một thứ dành cho tất cả mọi người. Mặt trái của chiến lược tách rời Coca-Cola khỏi bằng sáng chế thuốc là vô số vụ kiện khi mà người ta nhận ra những lời quảng cáo có cánh trước đó chỉ là dối trá. Thế nhưng thì cũng chẳng sao, chiến lược quảng bá đại trà mới đại thành công, doanh số tăng vọt, Candler lại dốc nhiều tiền hơn vào quảng cáo. Đột nhiên, tất cả người nổi tiếng, diễn viên, vận động viên ở nước Mỹ đều ca ngợi Coca-Cola. Họ thậm chí thuê cả ông già Noel gắn chặt hình ảnh của Coca-Cola với không khí mùa Giáng sinh trong đầu óc của bọn trẻ con. Thật thiên tài khi mà giờ đây thứ Coca-Cola bán cho công chúng không chỉ là đồ uống mà là một thông điệp. Thông điệp đó ngày nay chúng ta vẫn nghe ra giả hàng ngày, đánh vào cảm xúc của người tiêu dùng. Coca-Cola thành lập hẳn một bộ phận nghiên cứu giao thông và hành vi khách hàng trong siêu thị để tìm ra vị trí tối thượng đặt quảng cáo. Và cùng với sự phát triển công nghệ và truyền thông, Coca-Cola ngày càng đổ nhiều tiền vào quảng cáo lên đến con số khổng lồ. Nếu như năm ngoái Coca-Cola đạt doanh thu là 43 tỷ đô la, thì tổng số tiền chi vào quảng cáo là tận 4,3 tỷ đô la, tức là cứ thu về 10 đồng thì bỏ 1 đồng ra quảng cáo. Điều này giúp doanh số của Coca-Cola tăng vọt, thế nhưng yếu tố quan trọng nhất trong thành công của Coca-Cola là thứ rất khác. Thế chiến thứ hai nổ ra, mọi thứ đều bị chia khẩu phần, bao gồm cả đường. Thế nhưng Coca-Cola thì không ngần ngại tuyên bố mình là ngoại lệ, vì Coca là một sản phẩm thiết yếu thời chiến. Họ đã chi rất nhiều tiền vận động hành lang và vô số nghiên cứu để thuyết phục chính phủ rằng Coca là thứ thức uống bổ sung năng lượng cho binh lính, giúp họ giữ được đạo đức và tươi vui. Và sau đó thì chính phủ Mỹ đồng ý với điều này. Không dừng lại ở đó thì Coca-Cola đã tuyên bố tất cả những người khoác áo lính sẽ được mua một chai với giá chỉ 5 sen, dù họ ở đâu và công ty phải bỏ ra bao nhiêu chi phí. Kèo này nghe thì có vẻ là không thơm, thế nhưng nó đích thực là một ý tưởng thiên tài. Đầu tiên nó giúp cho Coca-Cola có được sự ủng hộ khổng lồ từ công chúng nói chung và những người lính nói riêng. Coca-Cola đồng nghĩa với yêu nước. Thứ hai,
Coca-Cola lợi dụng điều đó để moi đầu tư của chính phủ vào việc xây dựng các nhà máy nước đóng chai ở nước ngoài. Họ nói rằng làm thế sẽ giúp lan rộng ảnh hưởng của nước Mỹ ra khắp thế giới. Thế nhưng về bản chất, người dân Mỹ đã đóng thuế để Coca-Cola bành trướng ra nước ngoài. Trong thời kỳ chiến tranh, Coca-Cola đã xây dựng 64 nhà máy trên khắp toàn cầu, phần lớn là bằng tiền của chính phủ. Giờ thì lính Mỹ ở đâu cũng có thể mua Coca, và quân đội Mỹ trở thành bộ máy quảng cáo hữu hiệu nhất của Coca-Cola ở bất kỳ đâu họ đặt chân đến. Vậy là trong khi hầu hết các doanh nghiệp lụi tàn vì chiến tranh, thì Coca-Cola đã bành trướng khắp thế giới. Có thông tin cho rằng cả cái hành tinh này chỉ có hai nước không bán Coca, đó là Cuba và Triều Tiên. Thế nhưng những người Mỹ yêu nước sẽ rất buồn nếu biết Coca-Cola không chỉ búp tinh thần cho lính Mỹ mà cả quân phát xít. Đúng vậy, một mặt Coca-Cola tự xưng là yêu nước ở Mỹ. Thế nhưng mặt khác, ở Đức, họ giấu tiệt mọi thứ liên quan đến nước Mỹ và gắn luôn logo của mình với chữ thập ngoặc. Coca có mặt ở các sự kiện đoàn thanh niên, quảng cáo trên tờ rơi tuyên truyền của Đức Quốc xã. Quả đúng như lời ai đó đã nói. Tuy nhiên nước Đức ngày càng ăn nhiều lệnh trừng phạt, nguồn cung nguyên vật liệu cũng bị cắt giảm. Trước tình thế đó, chủ quản của Coca-Cola ở Đức đã chế ra một loại nước hơi hơi giống giống Coca-Cola. Thế nhưng vì không thể dùng syrup Coca đã bị cắt nguồn cung, họ tận dụng phế phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ như là sơ táo. Ngày nay chúng ta vẫn uống, thậm chí là uống mạnh thứ đồ uống này. Nó tên là Fanta. Fanta trở thành loại đồ uống độc tôn ở nước Đức phát xít. Và sau chiến tranh, tất cả lợi nhuận này lại chảy về công ty mẹ Coca-Cola ở Mỹ. Đó là những bí mật mà Coca-Cola muốn giấu, chứ không phải là công thức đồ uống mà họ rêu rao khắp nơi là được bảo quản trong két sắt tối mật đâu. Sau đây là một vài bí mật khác. Coca-Cola trả tiền cho vô số trường học, mỗi trường hàng ngàn đô la mỗi năm để có quyền quyết định loại nước nào có mặt trong máy bán nước của trường. Đó là một phần trong chiến lược này. Nôm na là từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, hóa ra cách tốt nhất để biến một người thành khách hàng trọn đời là bảo đảm người đó phải uống Coca từ lúc nhỏ tuổi nhất có thể. Một chiến lược khác là cho ra lò vô số món đồ sưu tầm từ búp bê Barbie, túi lơ khơ, board game và những món đồ chơi khác dành cho người lớn. Vào năm 1982, Coca-Cola thậm chí còn mua cả Columbia Pictures để thoải mái nhét sản phẩm của mình vào các bộ phim. Tuy nhiên có lẽ chi phí bỏ ra quá lớn nên cuối cùng họ đã bán studio và chi tiền cho các công ty khác cho mục đích tương tự. Ví dụ như trong các bộ phim gia đình hoặc ông già Noel, bạn của các em nhỏ. Một lần nữa, từ cái nôi đến ngôi mộ, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng Coca-Cola là thương hiệu dễ nhận diện nhất đối với trẻ em trên toàn thế giới. Thế nhưng một rắc rối khác lại xuất hiện. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những tác động tiêu cực của Coca đối với sức khỏe của con người. Người ta luôn lo ngại nước ngọt có ga làm sâu răng. Thế nhưng những số liệu mới đã chỉ ra rằng những tác hại còn nghiêm trọng hơn như là béo phì, tiểu đường và một loạt vấn đề về sức khỏe khác. Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng nếu lúc còn bé chúng ta tiêu thụ lượng đường lớn thì cả cuộc đời chúng ta sẽ có nguy cơ nghiện đường. Và với một thương hiệu dựa vào việc bán thông điệp như Coca-Cola thì đó là một thảm họa. Nhất là khi họ đang theo đuổi chiến lược tăng size đồ uống. Đúng vậy, sau size S, size ML là XL, XXL và X mũ N lần L. Không chỉ có đường, Coca-Cola còn chứa caffeine. Không sao đâu nha các bác, chỉ là để uống ngon hơn thôi mà. Người ta thí nghiệm nếm Coca bình thường và Coca không caffeine. Không ai nhận ra sự khác biệt, hoặc khác biệt là rất nhỏ. Vậy tại sao Coca-Cola lại cho caffeine, một chất gây nghiện vào đồ uống? Đặc biệt nhất là thứ đồ uống này còn được cố tình nhắm vào trẻ con. Và cũng giống như những gì ngành thuốc lá đã và đang làm, Coca-Cola nhận ra rằng đổ nghi ngờ lên khoa học thì dễ hơn là đụng tới chính sách. Họ chỉ đơn giản nói rằng vấn đề này cần nhiều nghiên cứu hơn. Còn trong bóng tối, Coca-Cola rót hàng triệu đô la cho các nghiên cứu để phủ nhận nghi ngờ lên mối quan hệ giữa đồ uống có ga, béo phì và tiểu đường. Coca-Cola cũng bơm hàng triệu đô la khác để vận động hành lang cho các quan chức chính phủ có tư tưởng chống đánh thuế lên các sản phẩm có đường. Tất cả diễn ra sau những cánh cửa đóng kín. Còn bày ra trước mắt chúng ta là những hợp đồng tài trợ triệu đô cho các vận động viên, các sự kiện thể thao lớn, một nước đi thiên tài để ràng buộc hình ảnh Coca-Cola với tinh thần thể thao. Và điều gây phẫn nộ nhất, bạn biết đó là gì không? Đó là tất cả những thứ tôi vừa nói ở trên chỉ là một phần trong những bí mật đen tối của Coca-Cola. Vô số cáo buộc về sản phẩm gây ngộ độc, thậm chí là chứa thuốc trừ sâu có thể gây ung thư, quái thai và suy giảm hệ miễn dịch, rồi xả thải gây ô nhiễm, các nhà máy đóng chai làm cạn kiệt nguồn nước tự nhiên, cạnh tranh bẩn, ngược đãi người lao động và trốn thuế. Nếu đến tận khúc này rồi mà vẫn còn kiên nhẫn ngồi xem, thì có lẽ bạn sẽ tự hỏi rằng tôi làm video này với mục đích gì? Đương nhiên là để dìm hàng rồi. Đùa thôi, nếu tìm hiểu lịch sử của bất kỳ thương hiệu tập đoàn lớn và lâu đời nào thì bạn sẽ nhận ra tất cả đều có những bí mật đen tối. Và những bí mật này thì không muốn cho ai biết cả. Không phải tôi biện minh cho họ đâu, chỉ là bạn biết đấy, đó là cách thế giới vận hành. Thương trường là chiến trường, còn người tiêu dùng bình thường như chúng ta
thì chỉ có quyền lựa chọn có sử dụng sản phẩm hay không và lên tiếng khi cần để cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình và những người tiêu dùng khác mà thôi. À mà được hay không thì tôi cũng không đảm bảo nha.